Kính thưa quý vị, hôm nay cái nhà Yến chúng tôi tổng vệ sinh nhà Yến sau 8 năm hoạt động. Sau khi dọn dẹp hết nhà Yến xong, sau 8 năm hoạt động, hôm nay mới đôn đốc chủ nhà dọn dẹp. Và sau khi dọn dẹp này, chúng ta sẽ ký sinh lên, sau một tuần sau chúng ta dọn dẹp lần nữa, sau đó trải bàn. Và đây là thiết kế nên để tăng và làm cần tăng dân số cho cái nhà Yến này. Với thịt nước vào đâu nó có lỏng nhà lỏng, không bác? Nó lỏng lên liền đấy. Nó lỏng hết này đúng không? Đúng rồi. Đấy là cái gì? Phân hủy chất hữu cơ khi có nước, đúng không? Đấy. Sân Yến mà gom vào như bãi Sân Châu. Phánh quạnh là như bãi Sân Châu luôn. Thì mở ống này ra, không mở ống ra là nó ngọt thở, còn nãy giờ này.